Sáng nay, Học viện Chính trị khu vực 3 tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề về thực hiện các nguyên tắc xây dựng đảng ở đảng bộ các tỉnh miền Trung Tây Nguyên hiện nay. Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận tâm huyết, chuyên sâu về việc thực hiện các nguyên tắc xây dựng đảng. Theo đó, thời gian qua, đảng bộ các tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên nhìn chung đã quán triệt và thực hiện khá nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng. Nhờ đó đã xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị. Các cấp ủy tổ chức đảng đã quan tâm cụ thể hóa các nguyên tắc thành quy chế, quy định trong từng mặt công tác xây dựng đảng để triển khai thực hiện. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng vẫn còn nhiều bất cập, yếu kém như nhận thức của một bộ phận cán bộ đảng viên về các nguyên tắc chưa đầy đủ, toàn diện, sâu sắc. Một số nguyên tắc chưa được cụ thể hóa bằng các quy chế quy định để triển khai thực hiện. Việc thực hiện một số nguyên tắc còn tùy tiện, bị bóp méo, thậm chí vi phạm nghiêm trọng gây hậu quả xấu, làm giảm tính nghiêm minh của kỷ luật đảng.